Xin kính chào quý vị và các bạn. Thiết bị y tế mẹ nhà hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm mới. Đó là sản phẩm đông y cây lan ngải bằng đồng. Cây lan ngải được chế tạo bằng đồng, dùng để hơ ngải trong đông y. Ngải cứu có tác dụng hơ ngải trừ phong thấp, với chiếc cây lan ngải bằng đồng này, các bạn quan sát đây, phần đầu là con lan, có thể chứa ngải đoạn hay là cây ngải dài. Phía đầu lắp chụp này có thể tháo rời và chúng ta có thể cắm được ngải đoạn. Đây là hộp ngải các bạn nhé. Đây là cây ngải dài, ngải đoạn thì ngắn hơn, chúng ta có thể đốt và chúng ta cắm vào đầu này. Sau đó lắp chụp vào đây. Phần đầu cây lan ngải có các cái gai để chế tạo gai này. Khi lăn có tác dụng massage, vừa massage vừa chườm ấm hơ ngải, có tác dụng rất tốt trong việc hơ trên các huyệt và đường kinh lạc và làm ấm trừ phong thấp. Và phần cán này đây quý vị các bạn xem, chúng ta có thể rút ra và cho cả một cây ngải dài vào, chúng ta đốt và sau đó cho vào trong cán này luồn lên, sử dụng rất thuận tiện. Khi chúng ta mà mới dùng, nếu mà da vùng da dày thì chúng ta lăn trực tiếp này massage rất tốt, còn những vùng da mỏng các bạn có thể đeo cái bao nhung này vào. Sau khi đốt ngải cho vào trong, chúng ta đeo bao nhung vào và chúng ta chườm hơ trên những vùng huyệt đạo kinh lạc hay những cái vùng bầm tím sưng lâu ngày để cho tan, mục đích đan tan cái vết bầm tím đó, sử dụng rất thuận tiện. Quý vị và các bạn mà quan tâm đến sản phẩm xin hãy gọi điện hay liên kết với đường link bên dưới, và quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật được nhiều sản phẩm mới hơn liên tục. Thiết bị y tế Mạnh Hà xin trân trọng cảm ơn.